Đây là bơi tốc độ 25m. Dâu bơi tốc độ mày ạ. Bơi kiểu gì vậy? Bơi được lần à? Chậm quá bên à. Cô mặt bơi để cho Việt Nam bỏ cô xa là cô mặt thôi. Mình đi. Dâu rồi dâu nè, lần cuối nha dâu. Ken. Nha, hai lần cuối mà hai người nam này bơi thua hai người nữ thì hai người bơi cái bơi lại. Chết. Luôn thật Ken luôn nha. Bơi thua hai người nữ là mấy người bơi. Tôi cho bơi lại á. Kênh về máy gì? Hả? Kênh về máy? Biết đâu. Không biết đâu. Không biết luôn á. Tụi nó vô rồi. Tụi nó làm gì vậy? Không biết luôn á.
biết này vô chạm từ. Nó hỏi thầy bơi lại em không thầy. Hả? Thầy bơi lại em không thầy la vô em. Ai kêu nữa. Không cho bỏ. Cái gì con? Ừ. Bà lấy chưa? Dâu có lấy không? Bà yếu anh chị Na nữa mà lấy pháo gì? Dâu. Bây có thiếu thua chị Na nữa không? Dâu nè. Là nước 20 cái kìa. Đây. Mấy dụng cụ để bơi đây. Bơi bà cắt đồ kia. Phao nè. Đi phao quay đây. Không thấy rồi, đi lên. Phao. Này là bằng quạt nè. Phao nè. Nghĩ con nghĩ là trời mưa. Phao đây. Bằng quạt đây. Trời nước. Rồi, đây là buổi tập cuối cùng của năm 2020.